Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép á. Cây này con ghép trên nền sứ là Somalen nha cô chú anh chị mình. Cây có tên là hoa dạ thảo, cực kỳ là gỗ bông luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái chùm nụ của nó là cô chú anh chị mình là nhìn mê luôn. Đó, cây bông này thì nó mới nở thôi, nó chưa có nở bung hết cô chú anh chị mình. Khi mà cái bông này nở bung ra khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hoa dạ thảo có tên rất là hay luôn. Và hoa cánh đơn hết cô chú anh chị mình, cho nên bông nó rất là gỗ. Hoa cánh đơn thì nó cực kỳ là gỗ bông, chùm 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 luôn cô chú anh chị mình nha. Đó, cây này chuẩn bị là nó rất là xum xuê luôn, rất là đẹp. Cây này thì con ghép trên nền sứ là Somalen hết cô chú anh chị mình. Đó, cây này đang nằm trong chậu C12. Cây này 2, 4, 6, 7 nhánh, củ khá là to, củ cái bề hoành là trên 60 nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này thì con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300k thôi. Cây dạ thảo, cây dạ thảo đang cho nụ khá là nhiều luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này thì con giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ giá là 300k. Cô chú anh chị nào yêu mến á thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây hoa dạ thảo này thì bộ củ khá là tròn, tròn đều và đẹp ha. Cái